Bức xạ điện từ đặt nền móng cho ngành chẩn đoán hình ảnh trong y học hiện đại, với tấm ảnh chụp X-quang đầu tiên được thực hiện vào năm 1897 và sau đó là chụp CT và chụp cộng hưởng từ. Gần đây, bức xạ điện từ đã và đang bắt đầu được sử dụng rộng rãi cho việc điều trị các bệnh về ung bướu, trong đó có bướu nhân tuyến giáp. Tuyến giáp hoạt động không hiệu quả có thể gây ảnh hưởng đến mọi khía cạnh sức khỏe. Với u tuyến giáp ác tính, bệnh nhân không có nhiều lựa chọn ngoài phẫu thuật, xạ trị iốt hoặc cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp. Với u lành tính, bệnh nhân có nhiều sự lựa chọn hơn, từ việc điều trị nội khoa theo dõi tới phẫu thuật theo phương pháp mổ mở và mới nhất là điều trị bằng sóng cao tần. Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Melatech sẽ triển khai dịch vụ này. Phương pháp đốt sóng cao tần u lành tính tuyến giáp là một cái phương pháp mới. Chúng ta dùng cái mũi kim và dùng nhiệt để vỉ tuyến giáp mô. Cái phương pháp này thì sẽ được chỉ định trong các cái trường hợp mà biếu giáp mô lành tính. Các bệnh nhân có biếu giáp nhân và có đặc biệt là có dấu hiệu trên lâm sàng như gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, một bên cổ lớn ra, đặc biệt là phụ nữ rất mất tự tin và gây nuốt khó, nuốt vướng. Các trường hợp gây thay đổi giọng nói và gây rối loạn nuốt trong cuộc sống hàng ngày. Để chỉ tiêu bướu giáp, bác sĩ sẽ thực hiện gây tê tại khối bướu. Bác sĩ sử dụng một kim chuyên dụng nhỏ xuyên qua mô, kích thích những ion xung quanh điện cực mô và làm phá hủy vùng bướu. Thời gian đốt chỉ khoảng 10 đến 20 phút và bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, phương pháp đốt sóng cao tần là một phương pháp an toàn với tỷ lệ các ca thực hiện thành công mà không có biến chứng chiếm 96,5% tổng số ca điều trị. Tỷ lệ phục hồi và không tái phát bệnh sau 1 năm của các bệnh nhân điều trị theo phương pháp này là 96% và sau 3 năm là 92,6%. Tỷ lệ này cao hơn so với nhóm điều trị bằng phẫu thuật chỉ ở mức 92,2%. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Melatech, đốt sóng cao tần là phương pháp giúp điều trị bệnh triệt để hơn, không để lại biến chứng nặng, không ảnh hưởng lên mô giáp bình thường nên vẫn bảo toàn chức năng tuyến giáp. Người bệnh phục hồi nhanh, có thể xuất viện sau 1 đến 2 giờ, không phải gây mê hay phẫu thuật. Thời gian và chi phí của bệnh nhân giảm do việc điều trị và phục hồi trong ngày thay vì 5 đến 7 ngày như phương pháp mổ mở trước đây. Đảm bảo tính thẩm mỹ không để lại sẹo, bệnh nhân cũng tránh được nguy cơ suy giáp sau mổ. Các bệnh lý tuyến giáp như bướu giáp nhân hay còn gọi là bướu cổ không may lại rất phổ biến ở Việt Nam. Theo nhiều nghiên cứu thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng 60-70% dân số, nghĩa là cứ 2 người dân thì có 1 người có khối u ở tuyến giáp và 4-7% trong số này dẫn đến ung thư. Tuy chỉ là tổn thương lành tính cũng gây ra rất nhiều phiền toái cho bệnh nhân. Do vậy, việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống.